Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Chúng ta cùng chơi Ever Ending Nightmare tiếp. Ôi trời ơi. Rồi, lần trước là cây rìu. Xuống lấy được cây rìu, tỉnh dậy chỉ là giấc mơ mà cây rìu vẫn còn. Để xem phòng vệ sinh có gì không. Vẫn ba cái răng như vậy à. Cái gì? Mình đi tới đâu là đèn tắt tới đó. Là không có đường lui hả? Có cái tiếng gì đó. Tiếng ở đâu vậy? Trời ơi. Ủa đâu phải, tiếng mình đi mà. Trời ơi, làm hết cả hồn. Chỗ và nó đóng lại cuối cùng cũng đập ra được. Dắt đi đâu rồi? Con em tự tử chết mất rồi. Rồi cũng là một giấc mơ. Bây giờ thì mọi thứ toàn hoang ra hết rồi. Mẹ nhện đồ cũ kỹ đồ lung tung hết, rách rưới rồi, trời ơi. Đây đây phòng của thằng em cha á. Đó phòng của nó hồi nhỏ đúng không ta? Nhà có hai đứa con thôi mà. Con em gái hả? Ủa chứ không phải ngay đây có cái đồng hồ hả? Cái đồng hồ chặt đầu người đâu rồi? Có cái tủ kìa. Chuyện gì xảy ra? Chắc là không. Trong đây cũng chẳng có gì. Chờ đi xuống cầu thang. Ê, để coi trong đây có cái gì. Cái phòng này có đường qua. Từ từ.
Ờ, bị chặn rồi. Khuôn mặt này lành lặn hơn cái hồi nãy. Chẳng biết có liên quan gì không. Kiểu tóc cũng khác nữa. Cánh cửa hả? Như thì vậy. Hả? À, đây phòng vệ sinh rồi. Phòng 8. Rồi. Trình tự của các căn phòng dường như thay đổi rất là lộn xộn. Chỗ nào cũng mờ hết mà ngay đây không mờ. Có gì khác biệt? Mình nghe cái tiếng này. Có cái tiếng bước chân. Đúng không vậy? Phải. Người ngửi đấy chứ. Đi lẹ. Bịt kín thế rồi, phải xuống. Ồ, còn đi được hả? Để vô phòng coi có cái gì trong đây. Nó bị nát rồi. Ô, đâu có đường đi đâu. Mấy bức tranh trên treo tường nó cũng thay đổi từ từ thành toàn gì không đâu á. Biết có cái gì không? Không có gì hết. Trời ơi. Thấy tàu qua thấy có nguy hiểm. Sao chẳng có gì vậy? Có gì không vậy? Như không có cái gì hết. Nhà toàn búp bê nhìn thấy ghê.
cái dữ kiện gì mà không hiểu gì hết trời ơi. Nó chỉ khác khuôn mặt, biểu cảm với tật kiểu tóc. Và có nhiều cái tóc nó cũng giống nữa. Tranh gieo từ mà đầu lâu được không? Thôi, tiếng khóc ở đâu? Ơi, chết cha. No. À, cửa. Rồi, xong. Trời ơi là trời. Rồi lại khúc này. Chạy lại lên chạy. Chui. Rồi, hay quá. Trời ơi. Rớt đi đâu đây? Căn nhà như cái lâu đài á. Chớp mắt nữa, như thi vậy. Trời ơi, có tổ. Kiểu gì cũng có quỷ. Nấp. Ừ, có tim bước chân kìa. Nó đi tới đó, mình phải đi theo sau lưng nó rồi. Chú vô. Đợi nó quay ngược lại thôi. Đúng rồi, đi đây. Rồi. Tới giờ của ta. Tổng nữa hả, như thiệt vậy. Đâu, tụi này nó chạy tới mà. Trời, nó có khi nào nó biết mình ở trong, nó cào cái.
nghe bước chân kì ghê quá. Con quỷ á, sao nó chạy ngược lại ở đó rồi sao chơi? Phải đi theo sau rồi. Nấp lầm. Rồi, bye 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 bye. Đâu đâu đâu. Đâu. Ừ đúng rồi. Rồi. Ai, con em bị đâm chết. Thì rút con dao ra, từ từ luôn mấy máu chứ. À đó đúng rồi, cái xác lúc đó là xác của nó chết chính xác luôn, nên mới nói là thấy sao giống giống. Thôi ôi video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Ê, mở cửa. Thôi để từ từ.